Xin chào tất cả mọi người, là Trang đây. Thì hiện tại Trang đang đứng lại cửa hàng xe máy Khải Bánh. Địa chỉ của cửa hàng mình là 16-23 khu phố Bình Quế An, quận Thuận An, Bình Dương ha. Thì ngày hôm nay Trang lại xin cập nhật giá vào đầu tháng 11 cho mọi người ha. Bên cạnh Trang đây là một dòng xe Winner V3, phiên bản này là phiên bản một phanh ABS, được đồ lên màu xám xi măng nha mọi người ha. Thì hiện tại Winner V3 phiên bản ABS bên cửa hàng Trang ha, hiện tại đang giá là 37.500 ha. Thì màu sơn thì bên Trang đồ lên rất là nhiều, từ màu xám xi măng, màu cũng một màu sơn 3D luôn. Chiếc này là một chiếc phanh xe ha. Thì chiếc này hiện tại bên cửa hàng Trang đang giá là 35.500 ha. Mọi người chạy trước cho Trang từ 1 triệu là nhận xe được rồi ha. Qua bên đây là một phiên bản Winner V3 bản ABS màu trắng. Thì cái này cũng là một bản đồ màu luôn ha. Đây cũng là một bản sơn 3D luôn. Chiếc này là của phanh xanh CBS. Thì đối với những dòng xe này thì bên Trang lên rất là nhiều màu. Mọi người chỉ cần trả trước cho Trang từ 1 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Màu đỏ candy. Đây là một chiếc Winner V2. Thì Winner V2 thì bên cửa hàng Trang còn một vài em á, thì giá cũng rất là hời luôn, tầm 35.500 thôi nha mọi người ha. Đó, đang rất là hot hàng. Một chiếc màu vàng, nhiều bạn rất thích màu vàng phong thủy cho nên bên Trang đã đồ lên rất là nhiều luôn, cũng chỉ trả trước từ 1 triệu thôi. Chiếc này là một chiếc phanh xe 35.500 ha. Đây cũng là một chiếc đồ màu 3D của phanh A luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, thì bên cạnh đây Trang đây chính là một chiếc F155 phiên bản thường ha. Thì chiếc này bên Trang hiện tại đang giá là 45 triệu nha mọi người ha. 45 triệu đã bao gồm hết VAT và giấy tờ. Đối với dòng này thì mọi người trả trước cho Trang từ 5 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Đây là một chiếc F155, phiên bản này là phiên bản đặc biệt hơn. Hiện tại bên này chiếc này đang giá là 47 triệu 500 nha mọi người ha. Đã bao hết VAT. Màu đỏ nhám này, màu zin đó mọi người. Đây, một chiếc này là một màu xanh quân đội nha. Chiếc này hiện tại bên giá của hàng tháng của bác 47.500 nha mọi người ha. Đã bao hết VAT. Thì mọi người đối với dòng xe này mọi người chỉ cần trả trước cho Trang từ 5 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Rồi SH Mod. Qua đến một chiếc dòng SH Mod. Thì chiếc này đang là một chiếc phiên bản thường ở bên cửa hàng của Trang ha. Thì chiếc này bên Trang đang giao đồng giá là 65 triệu đồng ha, đã bao gồm hết VAT. Mọi người mà mua phiên bản này thì trả trước cho Trang từ 10 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Đây, bên này là phiên bản đặc biệt đây, có rất là nhiều màu. Thì phiên bản đặc biệt hiện tại bên cửa hàng Trang đang là 75 đến 76 triệu đồng nha mọi người ha. Trả trước từ 12 đến 15 triệu là mọi người có thể nhận xe được rồi ha. Thì giá Trang báo ở đây thì đã bao gồm thuế VAT hết rồi. Thì mọi người lên cửa hàng Trang thì chỉ cần cộng thuế biển số vào nữa là được ha. Đây cũng là một chiếc màu đỏ đặc biệt, đỏ cá tính. Thì chiếc này bên cửa hàng Trang cũng đang giá là 75 đến 76 triệu đồng ha. Đây là một chiếc màu đồ lên nha. Màu đồ lên của một chiếc đặc biệt ha. Thì chiếc này màu đồ sơn 3D bên Trang thì chỉ cần mất 1 triệu tiền màu, mà cũng bảo hành cho mọi người từ 2 năm ha. Đây, một chiếc SH150 phiên bản này là một phiên bản đặc biệt ha. Phiên bản này đang rất là hot luôn. Thì hiện tại chiếc này đang bên cửa hàng Trang đang giá là 124 triệu đồng ha, đã bao gồm hết VAT. Thì bên cửa hàng Trang đổ thêm một vài phụ kiện. Thì màu thì bên Trang rất là nhiều, thì mọi người mà muốn mua màu nào á thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em Trang để được em Trang tư vấn cụ thể cho mọi người ha. Mọi người mà liên hệ trước cho Trang thì sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu tiền xăng nữa ha. Bye bye tất cả mọi người.